Các bạn thân mến. Chị Hiên quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay và rất hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần livestream ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập giữa kỳ và một trong số những cái tác phẩm các bạn đang cực kỳ quan tâm đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Vậy nên là những bạn nào mà đang băn khoăn không biết là ôn tập bài thơ này như thế nào thì hãy ngay lập tức quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong phần livestream ngày hôm nay chia sẻ này và tác bạn bè của mình vào để chúng mình cùng học với nhau nhá. Ok, xin chào Hồng Chuyên, xin chào em, xin chào Mây Như, xin chào Thu, xin chào các em. Rất nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị rồi và cảm ơn các em về điều này. Xin chào Tú Trinh, xin chào em, xin chào Vũ Đức Tài. Ở đây thì có những bạn nào đã thi rồi ạ? Có những bạn nào chưa thi ạ? Và cái mảng kiến thức mà các bạn cần ôn trọng tâm đó là gì ạ? Chia sẻ với chị nào. Ok xin chào Lê Huyền Trang, xin chào em. Các bạn ơi. Nào, các bạn ơi chia sẻ với chị nào. Ok, xin chào Lành, xin chào Nguyễn Trang. Đã có gần 200 bạn đang xem phần livestream này rồi phát trực tiếp này rồi có vẻ như là ôn tập giữa kỳ là một trong những cái từ khóa mà đang được các bạn rất là quan tâm đây đúng không à em chủ nhật thi à ok nhá rồi em chưa thi à à tây tiến với việt bắc à ok xin chào hoàng thủy có rất là nhiều bạn ở đây chưa thi này vậy thì ngày hôm nay là một cái buổi cực kỳ hữu ích với chúng mình rồi phải không ừ xin chào mây như xin chào vũ trà my à tất cả các bạn đa số đều chưa thi đúng không và trọng tâm của các bạn là hai cái bài thơ, một là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng và hai là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu đúng không? Thì ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ lại cùng với các bạn về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá. Để nếu như mà đề thi có ra vào bài thơ này ấy thì các bạn cũng sẽ biết giải quyết một cách khéo léo để đạt được số điểm cao nhất nhá. Ok chưa nào? À rồi xin chào Đặng Út Oanh, xin chào em. Rồi <laughs> Cảm ơn em nhá. Cảm ơn đã dành một lời chúc gọi là rất là hay cho chị. Cảm ơn em rất nhiều. À tây tiến đi ạ, à, mai em thi. Ok, xin chào Lương Nguyệt, xin chào em. Chúng mình đợi 200 bạn rồi sẽ bắt đầu nhá. À bức tranh tứ bình của bài thơ Việt Bắc à. Rất là nhiều bạn ngày mai thi. Trời ơi. Thế thì trước tiên nào giúp cho chị Hiên chia sẻ nào. Chia sẻ phần livestream này để 200 bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhá. 200 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu các okay, em nhá. Không tiếc gì một lượt chia sẻ cho chị Hiên cả đúng không nào Mà chúng mình chia sẻ về đến lúc, để đến, đến lúc mà chúng mình cần ấy Thì là chúng mình sẽ có luôn cái phần video clip để chúng ta xem luôn Tác bạn bè của mình nữa nhá Ok không Rất nhiều bạn đang lên xem phần livestream rồi À đó, bắt đầu tác bạn bè của mình rồi đấy À, lớp em thi Tây Tiến và Việt Bắc. Ok, xin chào sinh viên năm nhất nhá. <laughs> Rất là tự hào. Xin chào Kim Thúy, xin chào Quỳnh Trang. Không tiếc gì một share cho chị đúng không? Nào chia sẻ giúp chị nào. 200 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi ôn tập ngày hôm nay, một cái buổi cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn nhá. Một cái buổi cực kỳ quan trọng luôn. À tuần sau lớp em thi Tây Tiến <laughs> em thi rồi chị mới phát à thương thực sự luôn đấy rồi các bạn đang giúp đỡ chị chia sẻ rất là nhiều cảm ơn các em nhá và còn tác cả bạn bè của mình nữa rồi tuần sau em thi tây tiến luôn à 2 k hai vẫn xem với chị <laughs> nhanh nhanh đạt 200 bạn để chúng mình cùng bắt đầu nào các em ơi cố gắng cố gắng rồi, lớp em tuần sau thi Tây Tiến. Rất là nhiều bạn thi vào bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đúng không? Ừ. Nào nhanh chóng nhanh chóng nào. Nhanh chóng nào các em ơi. 200 bạn chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Hiện tại bây giờ sao lại con số lại càng ngày càng giảm thế này? Bây giờ chỉ còn có 160 bạn thôi. Nào còn 40 bạn nữa của chị ở đâu mất rồi? nếu như mà các bạn nhiệt tình ấy thì sau khi mà phát trực tiếp xong buổi tối ngày hôm nay chị sẽ tặng tài liệu ôn thi giữa kỳ cho các bạn còn nếu không thì có lẽ là chắc là sẽ phải nói là, là chúng mình chỉ dừng lại ở đây thôi chứ không thể tiếp tục được được không nào cố gắng cố gắng lên nào chia sẻ giúp chị hiên nào ôi thế à, em thi tây tiến luôn à buồn thật nhiều Ừ đây thì thứ hai thi thì bây giờ chị ôn tập cho các bạn đây đúng không à tối nay em phải viết tây tiến luôn á đỉnh của đỉnh luôn thế thì đỉnh của chóp luôn chứ còn gì nữa à mưa to mạng kém đấy chị ạ à. à. rồi đề thi giữa kỳ chỗ em là tây tiến luôn à wow. em nhiệt tình <laughs> cứ bạn nào nhiệt tình là sẽ nhận được quả ok không ạ à? ok chưa các em có vẻ như là bởi vì là miền trung đang bão lũ thế nên là cũng mất một số lượng các bạn không thể lên xem phần livestream của chị được nhưng mà yên tâm các em miền trung yên tâm chị vẫn sẽ giữ lại những cái phần video clip như thế này để sau khi mà cơn bão qua nắng kéo về thì các bạn có thể xem lại những cái bài giảng này để học theo kịp các bạn nhé ok hôm nào nhá rồi wow 172 bạn rồi này à mạng yếu à ok rồi xin chào vân oanh xin chào các em bắt đầu đi chị nóng lòng rồi đấy đúng không nóng lòng rồi đấy hả à sổ tay thì uh, sổ tay văn học thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên giúp chị nhá được không nào ôi mưa to lắm mà ở trên hà nội cũng mất phất mưa từ sáng đến giờ em ạ rồi xin chào các bạn xin chào chu hồng xin chào quỳnh trang rồi xin chào tạ tuyết xin chào việt anh xin chào tường oanh xin chào các bạn wow đỉnh thực sự luôn đấy cảm ơn các em rất nhiều bởi vì ngày hôm nay đã chia sẻ cực kỳ là ngoạn mục cho chị Quất luôn chị ơi à? 200 bạn rồi à? <laughs> quất luôn chị ơi. Ok. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quất luôn nhá. <laughs> Được không nào? Chúng mình sẽ cùng quất luôn. Ok. Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và như chị nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ trọng tâm vào bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chị tin rằng là đây cũng là một trong số những cái bài mà các bạn đang cực kỳ băn khoăn bởi vì rất nhiều trường đã thi vào đề thi giữ kỳ rồi. Đúng không? Nên là ngày hôm nay chị muốn ôn tập cho các bạn một chút xíu trước khi mà các bạn thi Nhá, trước khi mà các bạn thi, được không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu lại một số những thông tin cơ bản về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nha Một trong những cái phần cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải đi tìm hiểu trước tiên Đó chính là những thông tin về tác giả được không nào những thông tin về tác giả quang dũng đây sẽ là cái phần đầu tiên mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu cùng với nhau thì các bạn ơi chúng ta biết chúng ta sẽ học theo từ khóa nhé bởi vì nếu như mà học theo từ khóa ấy, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều đấy và những cái từ khóa mà ngày hôm nay chị lựa chọn cho các bạn đó sẽ là thứ nhất đây là hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài được không ạ à chúng ta thấy rằng là viết thơ này vẽ tranh này viết văn này soạn nhạc này thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả và chính bởi vì cái lý do đó thế nên quang dũng xuất hiện trong nền văn học việt nam hiện đại với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài được không ạ? Nếu như mà các bạn đã học cái tác phẩm này rồi và mở cuốn sách giáo khoa bài thơ Tây Tiến ra rồi thì các em sẽ nhìn thấy là Quang Dũng cực kỳ là đẹp trai và phong độ, phải không ạ? Là một cái người nghệ sĩ cực kỳ đẹp trai và phong độ luôn. Đúng chưa nào? Rồi, trước tiên nhá, những cái ý cơ bản thôi nha các bạn nhá, người nghệ sĩ đa tài. Ý thứ hai, chúng ta thấy rằng nói về văn nghiệp, tức là sự nghiệp văn học của tác giả này Thì Quang Dũng là hình ảnh của một nhà thơ thường viết về hai cái đề tài chính Đó là đề tài thơ gì ạ? À viết về người lính Và viết về quê hương xứ đoài mây trắng của mình Được không ạ? À? Người lính và đề tài quê hương Ok chưa nào? Ý tiếp theo chúng ta có, đây là hình ảnh của một người nghệ sĩ mang trong mình phong cách thơ, hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Được không nào? Bốn yếu tố các bạn nhé, hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn, lãng mạn và tài hoa. Được chưa nào? Và chúng ta cũng thấy rằng là đây là hình ảnh của một người nghệ sĩ ấy mà mang trong mình cái cảm hứng lãng mạn anh hùng rất là tiêu biểu và đặc trưng cho những tác giả trong cái thời kỳ đầu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Và chúng ta thấy rằng là Vũ Quần Phương đã từng nhận xét rằng là với cái bài thơ Tây Tiến này thì Quang Dũng dường như là đang đứng riêng ở một cái ốc đảo và cái tiếng thơ của Quang Dũng ấy, phong cách thơ của Quang Dũng ấy không thể nào mà lẫn vào đâu được. Được không nào? Thì đây là những cái ý chính Chúng ta thấy rằng đây là một nhà thơ chiến sĩ Và đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu À chị xin lỗi Đây là một trong những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok ông ạ? À. Rồi, tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp và đây là những cái thông tin chính nhất về nhà thơ Quang Dũng. Thế thì biết cái những cái thông tin như thế này để làm gì? Chúng ta có thể hoàn toàn viết được những cái mở bài và sử dụng những cái ngữ liệu này để đưa vào cái luận điểm 1 của phần thân bài, thậm chí là cả trong những cái luận điểm khác của phần thân bài, chúng ta cũng có thể sử dụng để làm cho cái bài viết của chúng ta chắc chắn hơn, cảm giác là sâu hơn. Ok chưa nào? Nhá, thì chị sẽ lấy ví dụ cho các bạn về cái cách mở bài nếu như mà các bạn tận dụng những cái thông tin về tác giả như sau. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới là một người nghệ sĩ đa tài, viết văn, làm thơ, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả, thế nhưng trong mắt bạn đọc, Quang Dũng vẫn được biết đến với tư cách trước tiên là của một nhà thơ. Thơ Quang Dũng mang trong mình sự hồn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa. Và một trong số những thi phẩm tiêu biểu của đời thơ Quang Dũng cũng được coi là một trong số những thi phẩm tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu, đó là bài thơ Tây Tiến, để lại ấn tượng với độc giả là 8 câu thơ đầu. Ví dụ là như vậy, hay là để lại ấn tượng với độc giả là 16 câu thơ đầu. Đấy, hiểu chị không nào? Sau đó trình bày cái nội dung ra là ok mà. Được chưa? Các bạn ơi, được không ạ? À? Hợp lý không? Hợp lý không nào? Hợp lý không ạ? À? Thì đấy là cái phần mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng luôn. Ok chưa? Hiểu ý chị không? Nhá, hiểu ý chị không? Ok không nào? Tất cả những cái gì chị nói ở đây đều là những cái mà các bạn hoàn toàn có thể rất là dễ dàng có thể học được. Rất là dễ để có thể ghi nhớ và chị cũng nói luôn với các bạn là nhá, trong khoảng 100 bạn học bài thơ Tây Tiến với chị thì đến khoảng 70 đến 80 bạn có thể ghi nhớ được hết tất cả những cái thông tin về tác giả sau khi mà chúng ta học cùng với nhau xong. Tại vì là chị thường ấy, gợi ý cho các bạn học bằng từ khóa mà khi mà bà học bằng từ khóa xong ấy thì bao giờ chúng ta cũng cảm thấy rất là hợp lý và rất là dễ dàng để học. Nên là chị cũng lựa chọn cái cách này để các bạn có thể học bởi vì chị nghĩ rằng đây là cái cách đơn giản nhất để chúng ta học rồi. Được không ạ? nó không hề dài dòng nhưng mà nó lại đúng và đủ để chúng ta có thể sử dụng đương nhiên là cái việc vận dụng như thế nào nó cũng là một trong những cái rất là quan trọng ok chưa ạ tất nhiên là chúng ta còn phải linh hoạt chứ đó là điều đương nhiên được không rồi đó là về thông tin tác giả nhé bây giờ thì chúng ta sẽ đến cùng với phần tiếp theo đó là phần hai nhỏ thông tin về tác phẩm trước tiên ấy khi bắt đầu phần tác phẩm này cùng với các bạn thì chắc chắn là chị sẽ phải nhắc lại bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng cùng với các bạn rồi. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng dành khoảng 2 phút để đọc lại bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng cùng với chị nhá, để lượt lại bài thơ này luôn. Nếu như bạn nào mà đã thuộc rồi thì hãy đọc cùng với chị, nếu như bạn nào chưa thuộc thì hãy nghe thêm một lần nữa để thuộc bài thơ này. Ok chưa nào? Đồng ý với chị không? Rồi, đồng ý với chị không? Nếu như mà các bạn đang cần một cái cuốn tài liệu mà để ôn về thơ sát nhất ấy thì các em có thể tìm hiểu cái cuốn đó. Uh, sổ tay cuốn sổ tay văn học tập 1 của chị đấy là một cái tập về thơ mà ở trong này thì chị cũng hướng dẫn các bạn học bằng từ khóa luôn hình hơi vỡ một chút chị ạ à. chắc là do mạng cho wifi đấy các em ạ à. đây cuốn sổ tay văn học này ạ à. đây là bí kíp của rất nhiều bạn ạ à. mà nhiều bạn nói với chị rằng là chị ơi em không dám để cho bạn em biết chị ạ à. <laughs> nói thật là nó hơi bị bị xấu tính một tí nhưng mà nhiều bạn bảo là chị ơi em không dám để cho bạn em biết đến chị Tại vì là những cái gì mà chị đưa cho bọn em ấy nó rất là hay ho và rất là cần thiết luôn. Nên là em không dám cho bạn em biết đến chị. Các em đừng như thế nhá. Các em hãy để cho bạn bè của em biết đến chị để chúng mình cùng cố gắng chứ, đúng không? Đây các em nhìn này. Đó, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, chúng mình ghi nhớ những cái thông tin này. Được không ạ? À? Và và ở dưới này thì có một cái đoạn viết luôn này. Đó, viết về tác giả luôn. Ok chưa ạ? À? Thì đây là một trong những cái cuốn mà học về thơ rất là ok. Các bạn có thể tham khảo bởi vì nó cực kỳ là sát đấy Được không? Nhá. Nó cực kỳ là sát đấy Được chưa nào Ok chưa nào Rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại này Cùng đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng với chị nhé Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi Mường lát hoa về trong đêm hơi Dốc lên khúc quỷu dốc thăm thầm Heo hút cồn mây súng người trời ngàn thước lên cao ngàn thước xuống nhà ai pha luông mưa xa khơi anh bạn dãi dầu không bước nữa cụp lên súng mũ bỏ quên đời chiều chiều oai linh thác cầm thét đêm đêm mường hịch cọp treo người nhớ ôi tây tiến cơm lên khói mai châu mùa em thơm nếp sôi doanh trải bừng lên hội đuốc hoa kìa em xiêm áo từ bao giờ khèn lên man điệu nàng e ấp nhạc về viên chăn xây hồn thơ tây tiến đoàn binh không mọc tóc À chị xin lỗi còn một đoạn nữa là gì? Người đi châu mộc chiều sương ấy Có thấy hồn lau nẻo bến bờ Có nhớ dáng người trên độc mộc Trôi dòng nước lũ hoa đông đưa Tây tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá sữ oai hùm Mắt chừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm Giải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành người đi à đó là cái đoạn thơ những cái đoạn thơ chính trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, còn bốn cái câu thơ cuối nữa thì thường là đề thi sẽ không ra vào cái bốn cái câu thơ cuối đấy. Thế nên là à, chỉ cần là các bạn nắm cho chị được cái bố cục 14 câu thơ đầu này tám 8... không ạ. Nhá, các bạn lưu ý giúp chị nhá. Được chưa ạ? Thì đấy là cái phần kiến thức về tác giả và kiến thức về tác phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này cùng với chị nhá. Ok không các em? Ok không ạ, à? đồng ý với chị không thuộc bài thơ Tây Tiến chưa? Thuộc bài thơ Tây Tiến chưa? Thuộc bài thơ Tây Tiến chưa ạ? Các bạn thuộc hết chưa ạ? Các bạn thuộc hết chưa nhở? Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi nếu như mà các em muốn là có một cái đoạn mở bài thật là ấn tượng ấy thì chị nghĩ rằng các em hãy nhớ ghi nhớ cái đoạn thơ của nhà thơ giang nam cái đoạn thơ mang tên là bài thơ ấy được không ạ à? có nhớ cái đoạn thơ đấy không ạ à? tây tiến biên cương mờ lửa khói quân đi lớp lớp động cây rừng và bài thơ ấy con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông ok chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này được chưa ạ Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này Hãy ghi nhớ giúp chị này Năm 1947 Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến Và trong cái thời điểm mà gia nhập hoạt động ở trong binh đoàn này Thì đã có thời gian từng giữ chức vụ đại đội trưởng Đến năm 1948, Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác Và sau đó một thời gian không lâu Khi tham dự một đại hội thi đua ở làng Phủ Lưu Tranh Thì Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến được không nào? Bài thơ này ban đầu thì có tên là nhớ Tây Tiến nhưng sau khi mà được in lại ấy, thì Quang Dũng đã sửa tên thi phẩm thành Tây Tiến bởi vì giải thích theo cách mà Quang Dũng nói ấy, thì chỉ cần nhắc tới hai chữ nhắc tới từ Tây Tiến thôi là nỗi nhớ niềm thương đã quay trở về rồi thế nên từ nhớ đặt ở đó là thừa thãi. OK chưa nào? Đấy là về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này Hãy nhớ theo đúng cái tiến trình lịch sử của văn học Thì chị tin rằng là sẽ cực kỳ dễ nhớ Vậy thì bài thơ này ra đời trong À thời kỳ đầu của thơ ca kháng chiến chống Pháp Nó sẽ cùng thời với những cái tác giả Tác giả này sẽ cùng thời với những tác giả Ví dụ như là Hồng Nguyên này Hay là Chính Hữu này Hay là Tố Hữu này Vân vân Ok chưa ạ nhá các bạn hết sức lưu ý giúp chị thì đó là về hoàn cảnh sáng tác các bạn có muốn hỏi gì chị nữa không nếu không chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần quan trọng nhất nhé đó chính là nói lại về nội dung của tác phẩm này được không ạ à? về nội dung của tác phẩm này các bạn cảm thấy là đoạn nào là khó nhất ạ à? 14 câu thơ đầu hay là 8 câu thơ tiếp hay là 8 câu thơ tiếp các bạn cảm thấy đoạn nào là khó nhất ạ à? và các em nghi là sẽ vào đoạn nào đối với cái đề bài của các em ạ à? thử hên xui một xíu nhỉ Chúng mình thử xem là vào đoạn nào, thật ra chị nghĩ là Tây Tiến vào đoạn nào thì cũng hay cả. Mà vào đoạn nào thì cũng có rất là nhiều thứ để viết cả. Thế nên là các bạn không cần phải lo lắng nếu như vào Tây Tiến là tuyệt vời rồi. Ok không? Rồi, thì 14 câu thơ đầu này chúng ta có nội dung là hình ảnh người lính Tây Tiến trên phong nền của thiên nhiên miền Tây, đúng không ạ? À? Và trong những chặng đường hành quân gian khổ. Ok chưa nào? tám câu thơ tiếp theo là hình ảnh người lính tây tiến trong đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại phải không ạ à? trong đêm lăn văn, liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và kỷ niệm về một buổi chiều sông nước tây bắc mênh mang mờ ảo ok chưa nào và cuối cùng là hình tượng người lính tây tiến mang trong mình vẻ đẹp hào hùng hào hoa lãng mạn và bi tráng được không nào các bạn ơi nhìn thấy dễ hiểu không ạ vậy là các bạn nhìn nhá xuyên suốt cả cái bài thơ này chúng ta nhìn thấy được ở đây đó chính là hình ảnh người lính tây tiến các em thấy không xuyên suốt là hình ảnh người lính tây tiến luôn đúng không ạ chỉ là hình ảnh người lính tây tiến gắn với cái gì thôi thì ở đây chúng ta có này hình tượng người lính tây tiến gắn liền với thiên nhiên miền tây và những chặng đường hành quân gian khổ Hình ảnh người lính Tây tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và kỷ niệm về một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo và hình ảnh người lính Tây tiến nhìn trực diện đúng không nào? Mang trong mình cái vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Ok không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là nếu như ở trong bức tranh 14 câu thơ đầu ấy thì đó là hình ảnh người lính Tây tiến nhìn từ trên cao nhìn từ rất là xa thì đến tám câu thơ tiếp theo gần thêm vào một chút rồi thì tám câu thơ cuối nó là cái nhìn trực diện về vẻ đẹp của hình tượng người lính tây tiến trong những cái năm tháng trong cái thời kỳ đó ok chưa nào các bạn ơi nhìn vào đây hiểu không ạ các bạn ơi hiểu không hiểu không cái phần chị thể hiện bằng cái hình vẽ nó hơi hơi bị xấu một tí như thế này thì các bạn có hiểu không ạ miễn là đạt được hiệu quả tốt là được còn chị nghĩ là xấu đẹp thì do từng người thôi chị nhìn vào đây chị nhìn thấy cũng thấy đẹp lắm <laughs> ok không rồi các bạn ơi được không ạ? Đấy là về nội dung của ba cái phần nhá Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đầu tiên ạ à, 8 câu thơ đầu Được, à chị xin lỗi, 14 câu thơ đầu Thì chúng ta thấy rằng là 14 câu thơ đầu này ấy, Chị sẽ dùng cái quyển vở này để học với các bạn cho dễ nhá để Tiết kiệm cái thời gian ghi Ở đây còn có những cái bài thơ tiêu biểu này Các bạn có thể dùng này Ví như bài thơ đôi mắt người Sơn Tây Vầng trán em mang trời quê hương, mắt em như giếng nước, như giếng nước thôn làng, tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm, em đã bao ngày em nhớ thương, hay là đây ạ, à, bài thơ mây đầu ô này. Đấy cách ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác chi tiết của bài thơ Tây Tiến này. Ok chưa nào? Đây là những cái nhận định này thì ở đây chúng ta có rất là nhiều nhận định hay về bài thơ Tây Tiến mà các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như là Tây Tiến, sự thăng hoa của một nốt trầm lãng mạn. Hay là gì ạ? Nhà thơ Quang Dũng như bóng mây qua đỉnh Việt và là một áng mây bay qua sông núi nước Việt. Mây Quang Dũng bay đến đâu? Hoa lá, cỏ, cây và núi sông như có hồn theo đến đấy. Ok không ạ? Rất là nhiều những cái nhận định hay ở đây. Thì các bạn có thể sử dụng vào để cho cái bài viết của mình hay hơn và sâu hơn, được chưa ạ? Thì các bạn nhìn này, đây ạ, chị chia bố cục bài thơ cho các bạn để các bạn dễ làm nhá Các em có thể nhìn thấy đây, được không ạ? 14 câu thơ đầu mình chia theo cấu trúc 2, 2, 4, 2, 2 và 2. 8 câu thơ tiếp theo chia theo cấu trúc 4 và 4, được không ạ? 8 câu thơ tiếp theo chia theo cấu trúc 2, 2 và 4 và 4 câu thơ cuối là 2, 2. Ok chưa? Nhá. Được không ạ? Ok chưa nào? À, em ơi nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về các đầu sách của chị để ôn tập trong giai đoạn này chị nghĩ hợp lý rồi mua sách bây giờ là cực kỳ hợp lý rồi có nhiều bạn còn mua sách từ lớp 11 cơ nhưng mà chị nghĩ là bây giờ là rất hợp lý rồi các em thực sự không còn nhiều thời gian như các em nghĩ đâu. Thì chị nghĩ là nếu như các em thực sự muốn mua sách về để tự ôn và tự học thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học văn chị Hiên để tìm hiểu thêm thông tin về sách nhá. Ok chưa nào? Các anh chị sẽ tư vấn cho em cặn kẽ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 14 câu thơ đầu tiên. Và như cái cách mà chị đã chia bố cục ở đây đối với các bạn thì chúng ta sẽ có hai câu thơ đầu. Đây là cái phần kiến thức khái quát trước còn phần sau thì sẽ có cái phần diễn đạt lại thành bài văn để các bạn có thể dựa vào đó các bạn viết. Ok chưa nào? Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này ở hai câu thơ đầu ạ à, sông mã xa rồi tây tiến nơi nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi thì chúng ta thấy bài thơ này được mở đầu bằng một cái tiếng gọi đầy thiết tha chiều bến sông mã xa rồi tây tiến nơi phải không ạ à? Các cái hình ảnh đã xuất hiện trong câu thơ đó là hình ảnh về dòng sông Mã. Đây là con sông gắn với chặng đường hành quân, gắn với những kỷ niệm của một đời chiến binh trong binh đoàn Tây Tiến. Hình ảnh binh đoàn Tây Tiến đó là gì ạ? Là cái cụm từ mà chỉ cần nhắc tới thôi là nỗi nhớ thường trực gì ạ? Hướng tới binh đoàn Tây Tiến rồi. Các bạn cũng phải giải thích một chút nhá, đó là binh đoàn Tây Tiến là gì? Tây Tiến là hướng về phía Tây, tiến về phía Tây và đây cũng là tên gọi của một binh đoàn được thành lập vào năm 1947 với những cái lực lượng chủ yếu đó là học sinh sinh viên từ Hà Nội đúng không ạ? À và với cái nhiệm vụ là gì? Bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc kết hợp với bộ đội là bộ đội bộ đội bộ đội Lào để có thể bảo vệ vùng biên giới phía Tây và gì ạ? Đánh tiêu hao sinh lực địch. Ok chưa nào? Nhá. Thì đây các bạn thấy này giữa cái câu thơ sông mã xa rồi tây tiến nơi chúng ta thấy xuất hiện từ xa rồi có nghĩa là đã xa rồi sông mã đã xa rồi tây tiến bây giờ chỉ còn lại ở đây là những kỷ niệm xa xôi từ xa rồi ở đây cũng được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này gợi ra một cái khoảng hụt hẫng được không ạ? À? Và nỗi nhớ được đề cập đến ở đây trong câu thơ thứ hai ạ, à, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi, nhớ về rừng núi ở đây là nỗi nhớ thiên nhiên Tây Bắc, còn nhớ chơi vơi ở đây là một cái nỗi nhớ rất là lạ, rất là đặc biệt, có thể hiểu theo hai nghĩa, đó là gì ạ? À? à, đang đứng ở giữa lưng chừng của nỗi nhớ, một nỗi nhớ da diết mênh mang và bởi vì nỗi nhớ quá rộng thế nên không biết nên đi về nẻo nào của nỗi nhớ niềm thương được không nào? Vậy nhớ cả đến cái việc gieo vần ơi nữa nhá. Cái âm mở tạo ra cái sự dư ba cho câu thơ. Ok chưa nào? Rồi, hai câu thơ tiếp theo này, xài khao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Thì chúng ta thấy rằng là gì? À, hình ảnh người lính Tây tiến xuất hiện với hai cái địa danh Xài Khao và Mường Lát. Hai địa danh Xài Khao và Mường Lát là hai cái địa danh để nhắc đến cái gì ạ? Là cái khoảng không gian địa lý nhưng bây giờ lại trở thành cái mốc thời gian lịch sử để in dấu những kỷ niệm của một đời chiến binh. Sài khao ở đây với hình ảnh của đoàn binh mỏi mệt đi giữa một biển sương mở phủ lấp và mường lát ở đây là gì ạ? Khi mà cái tâm thế của những người lính đang mệt mỏi như vậy bước tới mường lát thì đã xóa tan đi được cái sự mệt mỏi kéo lại cái sự cân bằng với hương thơm của hoa rừng nở về đêm và tác giả đã có một cái cách sử dụng từ ngữ cực kỳ tinh tế đó là không phải là hoa nở mà là hoa về không phải là đêm sương mà là đêm hơi cách dùng từ cực kỳ tinh tế và mang cái hơi hướng cảm hứng lãng mạn anh hùng cực kỳ đậm nét trong thơ của quang dũng được không ạ à? thể hiện những cái nét thơ của quang dũng đó là hồn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa ok không ạ à? nhá à phân tích hai câu có dài lắm không chị em sợ không đủ thời gian thế thì các em có thể tiết chế lại được không các bạn hoàn toàn có thể tiết chế lại được chưa nào tiết chế lại để làm gì ạ à? tiết chế lại để chúng mình sẽ viết được một cái đoạn văn phù hợp vừa vặn với thời gian hơn ok chưa nào nhá để vừa vặn với thời gian hơn ok chưa ạ à? rồi thì đấy là hai câu thơ tiếp theo này tiếp tục với bốn câu thơ tiếp theo rồi hai câu tiếp hai câu tiếp hai hai câu tiếp và hai câu tiếp phần nhận xét ok chưa ạ à? thì chúng ta thấy rằng cả cái đoạn thơ này ấy, nó nói về hình ảnh của người lính Tây Tiến trên chặng đường hành quân gian khổ đã được quang dụng tái hiện trên phông nền của thiên nhiên miền Tây. Những cái hiểm nguy dữ dội gặp cành, nhưng cũng có những cái khung cảnh trữ tình, lãng mạn, bình yên. Thiên nhiên không làm cho con người trở nên nhỏ bé, thiên nhiên tôn vinh con người và khiến cho con người trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ok không ạ? Các bạn ơi, ở đây chị có một cái phần phân tích chi tiết này ạ. Ở đây thì chị cũng thấy khá là nhiều bạn đang hỏi về cái bộ sổ tay văn học của chị. Thì bộ sổ tay văn học của chị bao gồm 4 cuốn các em nhé. Cái cuốn mà chị đang cùng với các bạn đây là cuốn 1. Chúng ta có tập 2 ạ. À, tập, à, à, tập 3 Đây ạ, tập 3 đây ạ và tập 4 đây ạ. À, được không nào? Ba cái cuốn này là về những cái tác phẩm văn xuôi này, còn cái tập này là về tác phẩm thơ này. Đấy thì chị nói nhanh với các bạn như vậy để các bạn biết thông tin là như vậy. Đấy chưa nào? Thì các em ơi, đây chị sẽ list lại cho các bạn như thế này ở trong 14 câu thơ đầu để các bạn hiểu này. Nếu như mà các bạn cần tài liệu ấy, được không? À thì lại sợ không đủ ý. Đấy, cái vấn đề nằm ở chỗ là một người viết văn tốt sẽ là một cái người mà biết điều khiển câu chữ để có thể làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải hoàn thành. Chúng ta cần phải biết linh hoạt hay nói cách khác là phải biết liệu cơm gắp mắm để vừa đủ thời gian, vừa đủ dung lượng, vừa đủ cái nội dung mà cái bài viết của chúng ta vẫn chất như nước cất. Đấy mới là điều quan trọng. Ok chưa nào? Nhá, đấy mới là điều quan trọng. Thế thì bây giờ lượt lại ở 18 câu thơ 14 câu thơ đầu cùng với các bạn thì chúng ta có hai câu thơ đầu nhá. Là một cái tiếng gọi. Được không ạ? À? tiếng gọi gọi về nỗi nhớ thiên nhiên và nỗi nhớ về binh đoàn Tây Tiến. Được không? Rồi, hai câu thơ tiếp theo là nói về cái hành trình hành quân. Con đường hành quân của những người lính Tây Tiến khi đi qua hai địa danh Sài Khao và Mường Lát, thật ra là binh đoàn Tây Tiến còn đi qua rất là nhiều những cái vùng miền khác nữa, thế nhưng lấy hai cái địa danh Sài Khao Mường Lát để nói về hai cái trạng thái đối lập ạ, à. ở trên là cái sự mỏi mệt không thể nào tránh khỏi được bởi vì chúng ta thấy rằng đường đồi núi ấy, đi rất là mệt mỏi đúng không ạ? đã thấy còn phải mang theo biết bao nhiêu là những cái gọi là quân tư trang ở bên mình. thế nên chúng ta nhìn thấy được cái sự đối đối lập ở đây đúng không? rồi chúng ta nhìn thấy được cái sự đối lập ở đây một bên là cái sự mỏi mệt nhưng mà cái cảm giác mỏi mệt đó đã nhanh chóng tan biến khi bước tới mường lát à, thấy cái hương thơm ngửi thấy cái hương thơm của hoa rừng đúng không ạ? rồi tiếp tục nhé hai bốn câu thơ tiếp theo là bốn câu thơ đặc tả về nó giống mang dáng dấp của một bài thơ tứ tuyệt ấy nó đặc tả về cái thiên nhiên của miền núi cao tây bắc dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm heo hút cồn mây súng người trời ngàn thước lên cao ngàn thước xuống nhà ai pha luông mưa xa khơi một cái con đường một cái địa hình gấp gãy hiểm trở và cực kỳ khó đi dốc cao thì cao vời vợi vực sâu thì sâu thăm thẳm và hình ảnh người lính tây tiến bây giờ đứng ở trên đỉnh núi ấy chúng ta thấy có cái cảm giác là giống như cái mũi súng đang chạm vào trời đúng không ạ à? súng ngửi trời là một cái hình ảnh nhân hóa vừa đặc tả về độ cao độ nguy hiểm của cái con đường hành quân của những người lính tây tiến thế nhưng cũng thể hiện cái chất lính đầy dí dỏm họ vẫn luôn luôn lạc quan yêu đời mặc dù gì ạ à, vượt lên trên biết bao nhiêu những cái gian khổ thì họ vẫn cực kỳ lạc quan và yêu đời ok chưa nào đây là bốn cái câu thơ đặc tả thiên nhiên của vùng núi cao tây bắc ok chưa ạ à? rồi hai câu thơ tiếp theo này rồi à, chúng ta có hai câu thơ tiếp theo anh bạn dãi dầu không bước nữa gục lên súng mũ bỏ quên đời nói về sự hy sinh của những người lính tây tiến coi thường cái chết đúng không ạ à? hai câu thơ tiếp theo nói về cái gì ạ à? những cái sự nguy hiểm ở nơi rừng thiêng nước độc đó là gì nhở chiều chiều oai linh thác cầm thét đêm đêm mường hịch cọp trêu người nói về sự nguy hiểm của thú dữ sự đe dọa của thác dữ thú dữ xung quanh Ok chưa nào? Và hai câu thơ cuối muốn nói ở đây về cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Muốn nói ở đây về vẻ đẹp. Được không ạ? À? Muốn nói ở đây về vẻ đẹp. Mai châu mùa em thơm nếp sôi. Một cái câu văn rất là hay đúng không ạ? À? Và các bạn sẽ nhớ giúp cho chị có một cái từ mà các bạn cần phải lưu ý ở đây đó chính là mùa em. Được không ạ? À? Nhớ ôi tây tiến cơm lên khói Mai châu mùa em thơm nếp sôi Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch Vắt sôi nuôi quân em giấu giữa rừng Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch bữa bữa sôi đầu còn nhớ tỏa mùi hương Chúng ta thấy được một cái tình cảm quân dân gắn bó khăng khít Những cái vẻ đẹp của những cái ngôi làng, những cái bản làng mà những người chiến binh Tây Tiến đã đi qua và đi qua những cái bản làng ấy gặp những con người ở nơi đây đã lưu lại trong trái tim của người lính này một mùa thật đẹp, đó là mùa em. Không phải là bốn mùa xuân hạ thu đông như tự nhiên vẫn có, mùa em trong thơ Quang Dũng được ví như là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước, mùa em đi phát dậy làm nương, mùa ta gặp nhau mùa trao yêu thương, mùa phương luyến nhớ để xa rồi sẽ mãi không quên. Mùa em ở đây là mùa của sự đủ đầy, của tình người chan chứa Ok không ạ? Thì đấy là 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Các bạn ơi, chị lượt <laughs> lại như vậy có hiểu không ạ? Đương nhiên là chị sẽ không có đủ thời gian để có thể gọi là giảng cho các bạn từng chút, từng chút, từng chút một Các bạn rất là thông cảm cho chị về điều đó nhá Được không? Các em hết sức thông cảm cho chị về điều đó Hết sức thông cảm cho chị về điều đó nhá hết sức thông cảm cho chị về điều đó Tại vì sao? Tại vì là là chị không có thời gian để tỉ mỉ với các bạn từng chút được à, Đương nhiên là nếu như các bạn thực sự muốn đồng hành cùng với chị Thì các em có thể tìm hiểu về cái khóa học khai giảng vào đầu tháng 12 này Hoặc là cái khóa học mà chị đang có để chúng mình đồng hành cùng với nhau Nhá, được không nào? À, đây là gì ạ? Câu thơ chị nói về mùa em, cái phần liên hệ á, Đó là trong bài thơ tiếng hát con tàu của nhà thơ chế Lan Viên các bạn nhé Tiếng hát con tàu của nhà thơ chế Lan Viên Ok không nào Rồi đoạn 3 nữa chị ơi Đang kiểu nhăn nhó ấy. À rồi các bạn ơi Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch và sôi nuôi quân em dâu giữa rừng Đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch Bữa xôi đầu Tỏa gì ạ à? Bữa xôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương Ok ông nào Rồi các bạn ơi các bạn có thể tìm tiếng hát con tàu của nhà thơ chế Lan Viên nhá Ok không rồi, chúng mình sẽ còn thêm một cái đoạn 2 và một đoạn 3 nữa phải không? Thì uh, chị một lát nữa có thể là chị sẽ làm cái sơ đồ tư duy cho các bạn về cái phần này Còn trong cái khuôn khổ giảng thì chị không thể giảng hết được cái phần đó được Bởi vì thực sự uh, nó quá là dài đi Và ngày hôm nay chị đã phải gọi là bức tốc, gọi là giảng thêm rất là nhiều, tăng tốc cực kỳ là nhiều rồi đấy Được không ạ? À? Thế nên là chị có thể là chị sẽ làm sơ đồ tư duy và một lát nữa chị có thể up cho các bạn về cái phần này nhá Để có thể có thêm cái tài liệu cho các bạn... Uh dự thi để các em gọi là thi tốt hơn hoàn thành cái bài thi của mình tốt hơn được không nào mà hình như chị cũng có một cái bộ sơ đồ tư duy về các tác phẩm thơ mà đúng không nếu như mà các bạn cần thì các bạn một lát nữa có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để xin cái bộ đó nhá nhưng mà tốt hơn hết ấy, thì chị nghĩ là các bạn cứ sở hữu cái bộ sổ tay văn học của chị Hiên đi chị nói thật đấy lời khuyên dành cho các bạn đấy cứ sở hữu cái bộ này đi các bạn sẽ thấy không tiếc nuối một chút nào đâu ạ còn bây giờ thì có lẽ là chị Hiên sẽ phải gửi lời chào tới các bạn thôi à, chúc các bạn sẽ có một buổi tối ôn thi thật là hiệu quả và sẽ có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình và những người thân yêu nhá cảm ơn các em rất nhiều còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những buổi live phim tiếp theo nha bye bye